Dân hay thì cần một tiếng pháo, ca sĩ hát hay không thể không có một tràng vỗ tay thật lớn thật to của tất cả quý vị ạ. Và liên tục thì sau đây sẽ được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đi đến với một đôi song ca tiếng hát của cô Liêu, sẽ vui lòng mà lên bên trên gì của cô dâu sẽ có một ca khúc tiếp theo ạ. Xin mời cô ạ.